すでにカンヌで、入選をしていて世界的に注目をされている監督です。ベトナムからお越しくださいましたファン・ダン・ジン監督です。của các nhà văn Nhật Bản thì nó có tác động rất là lớn đến tôi. Năm 16 tuổi thì tôi đã đọc Mishima hay là Kawabata hay là Ketsuburoe rồi. Đó là những cái người đó nó làm cho tôi rất là tò mò về nước Nhật. Và sau này thì tôi xem phim thì đương nhiên là tôi rất là thích Kurosawa. Cái nền văn chương và điện ảnh Nhật Bản thì nó có một cái tác dụng rất là lớn trong cái việc là tôi làm đạo diễn nhưng đồng thời tôi cũng là cái người tổ chức một cái chương trình tên là Ultimate ở Đà Nẵng, Việt Nam, nơi mà chúng tôi mời tất cả những cái bạn làm phim, những cái đạo diễn trẻ ở trên khu châu Á đến để dự các workshop về làm phim. Và như năm nay thì chúng tôi cũng đang đi tìm những cái người làm phim trẻ từ Nhật Bản đến để dự cái chương trình Ultimate. Có bạn nào quan tâm đến Gặp Gỡ Mùa Thu không? Bởi vì là tôi thì tôi thấy là tuy là chúng tôi mới chỉ có sinh viên Nhật Bản đến Gặp Gỡ Mùa Thu trong 2 năm vừa đây thôi, nhưng mà sinh viên Nhật Bản thì hơi đặc biệt là bởi vì là các bạn rất là ngại ở tiếng Anh, và tôi cũng phát hiện ra là thực ra thì khi mà các bạn đi ra ngoài thì các bạn là những người rất là hay ngượng, hay ngại ngùng. Và tôi thấy là trong cái thời điểm hiện tại thì cái việc làm phim nó sẽ trở nên là một cái công việc mà mang cái tính quốc tế, mình không thể mình bó hẹp mình vào trong cái phạm vi Nhật Bản được, cho nên là tôi rất là hy vọng là sẽ có những cái bạn ở đây để có thể đến gặp gỡ. Tôi cũng đang chuẩn bị một cái phim mà tôi sẽ quay ở Nhật dựa trên được gợi hứng từ một cái chuyện ngắn rất là hay của Kawabata tên là Thủy Miệt đô la để quay cái phim đó vào cuối năm 2020, và đây là trong cái quá trình để tôi đang đi tìm tài chính, đang đi chọn cảnh cái tìm tài chính, và sang năm thì tôi sẽ tổ chức casting diễn viên. Nếu mà tôi có thể quay phim được Nhật Bản thì một số bạn ở đây có thể là sẽ tôi sẽ có cái cơ hội cộng tác với các bạn.